Thưa quý vị, trong hai ngày 27 và 28 tháng 4 này, thì hàng trăm bạn trẻ đã có mặt tại Nhà văn hóa thanh niên để trải nghiệm cặp đôi điện thoại mới của Realme là Realme 8 và Realme 8 Pro. Sự kiện đã khuấy động giới trẻ Gen Z khi khám phá công nghệ nhiếp ảnh chân thực, cảm hứng định vị bản thân cùng hàng ngàn phần quà hấp dẫn. Tham gia sự kiện, các bạn trẻ được khuyến cáo tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Đến với không gian trải nghiệm lần này, các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm, tạo ra những bức ảnh lung linh sắc màu với tính năng chân dung neon, neon portrait trên Realme 8 series. Với các tính năng chụp ảnh quay phim siêu trội của siêu phẩm công nghệ này, người dùng tha hồ thử nghiệm vào những ngày bức ảnh nóng hổi vừa chụp, thích thú hơn với chân dung màu AI, các Gen Z đến với trải nghiệm độc đáo chụp ảnh chính mình bằng thuật toán chân dung trí tuệ nhân tạo. Những nét đẹp của người dùng được AI Color Portrait dò ra và tối ưu hóa những tấm chân dung rực rỡ. Đến với phòng đường phố năng động, bạn trẻ thích thú với tính năng độ mờ động Dynamic Bokeh của Realme 8 series. Những bức ảnh năng động và cá tính được ra đời với khung cảnh nổi bật trên nền đồng, ảnh chụp cho cảm giác như đang chuyển động thực sự. Ở phòng chụp ảnh, quay video tua nhanh tiêu ship và Sari, các tín đồ mê công nghệ sẽ được trải nghiệm tính năng chụp ảnh và quay video tua nhanh chế độ nghiêng, dịch chuyển, tiêu ship và chế độ thiên văn của Realme 8 series. Đặc biệt tại phòng 108MP Mood Bar, người dùng có thể tận tay tận mắt trải nghiệm những điểm độc đáo khác biệt của siêu camera 108MP trên Realme 8 Pro. Tích hợp cảm biến 108MP HMR2 kích thước 1:1.52 inch, tân tiến trong ngành nhiếp ảnh di động, cho độ phân giải lên đến 12.000 x 9.000. Siêu camera của Realme 8 Pro cho ra bức ảnh siêu nét, chụp rõ đến từng chi tiết. Tại sự kiện ngày 28 tháng 4, các bạn trẻ đã được truyền lửa từ những influencer cá tính như Nhị Đặng, Tâm Bùi, Hoàng Tuấn Anh và Tuấn Kiệt Trần với chuỗi talk show dám khai phá và dám chuyển mình, gặp gỡ các ca sĩ như Isaac, Amy, nghệ sĩ Dallas, Thịnh Suy, Juno, Big Boy, Trương Thảo Nhi, Tăng Phúc. Tại hai đêm đại nhạc hội, các giải thưởng đã được trao đi như móc khóa Realme đến từ vòng tay Realme Band, tai nghe Realme Buds. Đặc biệt, phần quà được mong đợi nhất là hai chiếc Realme 8 và Realme 8 Pro cũng đã được trao. Realme 8 series là sản phẩm đón đầu xu hướng dám sống trội của giới trẻ, phù hợp với bản lĩnh và cá tính mạnh mẽ của chủ sở hữu. Hãy cùng ghi lại những hoạt động hàng ngày của chính mình theo một phong cách mới, sáng tạo và đậm dấu ấn cá tính bằng các siêu camera của Realme 8 series với những giải thuật chụp ảnh tân tiến đón đầu trào lưu.